Bất động sản Cần Giuộc Long An mến chào quý cô chú, quý nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của em. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất full thổ cư sổ hồng riêng. Vị trí miếng đất cách tuyến tránh quốc lộ 50 là 100m nha, đúng 100m. Đây là phía trước là vòng xoay Tân Kim, đây là tuyến tránh quốc lộ 50 và cầu Cần Giuộc. Phía trước là cầu Cần Giuộc đó quý vị. Xung quanh là nhiều tiện ích nha quý vị. Gần chợ, trường học, Bách Hóa Xanh, siêu thị ha, đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đây là con đường bê tông vào tới miếng đất em đang giới thiệu nha. Vị trí miếng đất cách tuyến tránh quốc lộ 50 100m nha quý vị. Bây giờ em chạy vô review miếng đất cho cô chú anh chị xem nha. Cô chú anh chị và các nhà đầu tư đừng bỏ lỡ video, em sẽ quay chi tiết cụ thể và giá cả thông tin của vị trí miếng đất nha. Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc còn sót lại một nền duy nhất. Đất hai mặt tiền nha quý vị, mặt tiền trước và mặt tiền bên hông nha. Nhà dân sinh sống rất là đông nha quý vị. Đó, tới vị trí miếng đất của em nha, cự ly rất là gần. Kế bên là tuyến tránh quốc lộ 50 luôn, mình thuận chuyển di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Một miếng đất tuyệt đẹp nha, góc hai mặt tiền, một mặt tiền trước và mặt tiền bên hông nha. Nhà dân sinh sống rất là đông nha quý vị, khu vực rất là có tiềm năng an ninh hiện hữu ổn định nha. Nhà dân sinh sống rất là đông nha. Vị trí miếng đất em nằm ngay đây ha, cặp hông căn nhà này, từ ranh giới cặp hông căn nhà này qua bên này là ngang 4m8, dài tới phía sau là 17m, full thổ cư sổ hồng riêng, đất ở tại đô thị nha. Đây là con đường bê tông rộng lớn, xe hơi 4 chỗ 7 chỗ ra vào thoải mái luôn nha quý vị. Đây là bên hông nè, đây là bên hông con đường nè, còn đường là đường trước nha, đường trước ra quốc lộ, ra tuyến tránh quốc lộ 50, còn đường bên hông là vô nhà dân nha quý vị. Đất tuyệt đẹp nha, nền cao ráo vuông vức nha, không tì vết nha quý vị, quá đẹp. Ngang 4m8, dài 17, full thổ, nằm trong khu vực VIP của Tân Kim nha quý vị. Đất thổ cư sổ hồng riêng, xây dựng tự do nha. Ngang 48, dài 17, giá bán là 1,6 tỷ, còn thương lượng nhẹ nha quý vị. Ở đây là mình thuận chuyển di chuyển về cầu Ông Thình nè, qua cầu Ông Thình là giáp ranh Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh rồi. Xung quanh là nhiều tiện ích nha, gần chợ, bệnh viện, trạm y tế, trường học, siêu thị, Bách Hóa Xanh, đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu của khách hàng nha. Quý vị mua đầu tư, xây nhà ở, xây nhà bán là khỏi phải chơi nha quý vị. Đất hai mặt tiền, xe hơi ha, 4 chỗ 7 chỗ ra vào thoải mái nha. Khu dân cư hiện hữu, an ninh ổn định, khu vực rất có tiềm năng cao. Rồi, vị trí đất em nằm ngay đây. Rồi, em xin kết thúc video luôn. Cảm ơn cô chú, anh chị và các nhà đầu tư luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Quý vị nào chưa đăng ký kênh, nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường của bất động sản Cần Giuộc Long An. Em xin chào và hẹn gặp lại.